hai chó con của Siro và Enzano hôm nay. Cùng bay Hồ Chí Minh, một đực một cái. Đực đen, dây cũ của nó chặt quá rồi, nhưng mà kiếm được tạm cái dây mới cũng màu đen thay cho nó. Đen hơi khác tí. Còn cái là con cái tím cũng thay tím khác. Được. Chờ một tí là cho bên ship đón. Con kia quấn mấy vòng dây rồi chặt dây là đứng ở đấy là phản đối. Này thì chúng nó to lắm rồi. Để tí nó về bên ship cân xem là nó bao cân. Chắc hôm nay chắc phải 14 cân rưỡi, 15 cân. Tầm đấy. Rồi, tím này. Đây là cái tím. Đây là đực đen. Lồng bóng bướt rồi. Ok, rồi lại đấy một tí thôi, là tí là sang bên ship ngồi. Mấy giờ lên sân bay nhỉ? Đợt này chuyến bay có thay đổi gì không? 7 giờ là có mặt trên sân bay rồi. 7 giờ có mặt trên sân bay. Hôm nay thì mát rồi thì đi mấy giờ cũng không sợ lắm. Và hôm nay thì mát rồi, hôm nay lại được cái ngày mưa đấy, lại mưa từ sáng đến giờ, mưa từ đêm. Vẫn bay chuyến 10 giờ, 10 rưỡi à? Vâng, có mỗi trên đấy luôn. Chuyến đấy thì lại vẫn phải sáng mai mới nhận cún này. À, ở đầu này là ghi là ở trong kia là ship cún đến tận nơi được không nhỉ? Không, là anh gửi cái địa cần gì, anh gửi địa chỉ của chú cho. Để trong kia người ta chủ động, người ta ship tận nơi luôn. Đợt này nó có cái ship đến tận nơi ở trong đấy là nó tiện hơn. Nhiều khi người ta không tiện đi đoán được. Nó rất là nhanh nhẹn đấy. Rất nhanh. Đây này ngược sáng à? Nè. Đây, khung gọng của con tím này. Đấy, con chó này, người nhìn nó như thế đấy. Lưng là nó thẳng đét, lưng nó khỏe, lưng bằng. Bụng của nó gần như là bằng. Dáng là siêu chuẩn luôn. Ok, thôi cho hai em lên đây, rồi hai em sang vào vận chuyển đây. Đi mua cho ăn thì... Em thử bế thử xem có nó có cho bế không? Mai đi du lịch chúng ta xuất đồ thì nó phải. Không cho bế. Không xuất. Xuất thì làm gì? Thế vừa con tím chắc nó thấy đội mũ. Thôi để anh bế. Vừa chắc con tím nó thấy đội mũ cho nên là nó dọa. Nó thấy lục sục qua mưa gió. Áo mưa với đội mũ cho nên là nó dọa. Đây bên ship bên nơi rồi. Giờ là sang bên ship ngồi. Đến 6 giờ, con nào có vệ sinh là phải vệ sinh luôn. Để đến khi lên sân bay còn thay lồng nhá, chắc không vệ sinh đâu vì sáng anh cho ăn gọi là 1/3 bình thường. Mà nó vệ sinh là thường, nó vệ sinh luôn rồi.